Hello anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cái chuyên mục các bạn hỏi mình trả lời, hay ngắn gọn là hỏi đáp. Mọi khi thì mình chỉ lấy mỗi câu hỏi ở dưới phần phản hồi các bạn ở các video hỏi đáp. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ chọn nhiều câu hỏi hơn ở các video khác, bởi vì mình thấy có rất nhiều các câu hỏi hay mà mình không thể trả lời hết nếu mà chỉ bằng nhắn tin. Thì mình sẽ vào luôn vấn đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Linh Trần. i7 9700F, đi với bên nào là ổn áp nhất ạ? Tản stock đi kèm có chịu được full load không ạ? Trước khi đi vào tập trung vấn đề thì mình nói ngoài lề một chút. Một số bạn hay hiểu nhầm là chỉ các CPU dòng K, tức là đuôi K đấy, mới dùng trên main Z. Còn những cái CPU mà kiểu không có đuôi K thì không nên dùng trên các main Z. Cái này thì vừa có ý đúng vừa có ý sai. Main Z là dùng cho các bạn kiểu cần ép xung này. Các bạn không ép xung thì không lấy gì phải mua main Z cả. Tuy nhiên, đối với các CPU kiểu non K, ví dụ như là con i7-9700 hoặc là 9700F ấy, con CPU đấy tiêu tốn rất nhiều điện. Các bạn có thể nhìn thấy trên thông số của trang chủ của Intel ghi là TDP 65W. Nhưng mà các bạn đừng hiểu nhầm, cái TDP đấy không phải là mức điện năng tiêu thụ của CPU chính xác ấy. Nó không chính xác vậy đâu, nó chỉ gần đúng thôi. Nó chỉ đúng là kiểu CPU bạn sẽ tiêu hao 65W chạy ở mức xung nhịp cơ bản như là 3.0GHz/8 nhân thì có khả năng nó sẽ chạy ở 65W. Còn nếu như bạn full load của CPU này mình nhớ sẽ rơi vào khoảng độ 4.5 hay 4.6GHz ấy, thì nó sẽ sử dụng đến tối đa là 120W. Thì các bạn cứ thử tưởng tượng xem 120W nếu như các bạn lắp ở trên các cái main, ví dụ như kiểu main H giá rẻ ạ, H310 ạ, chắc chắn không thể chạy được. Nếu dòng B giá rẻ cũng không chạy được. Còn với dòng H đắt tiền, ví dụ như kiểu các bộ máy chủ H370 thì thứ nhất là hàng không nhiều, và cái thứ hai là mức giá của nó sát với dòng Z quá, người ta hay cân nhắc lên dòng Z hơn. Thì mình nghĩ các bạn nên lựa chọn các bo mạch chủ dòng B đắt tiền, ví dụ như kiểu là dòng B có B Strix này, B365 Strix F Gaming, thì cái bo mạch chủ đấy các bạn hoàn toàn có thể chạy được CPU Core i7-9700F hoàn toàn bình thường. Thì ở bên mình ấy, ngày xưa mình cũng đã test qua rồi, thực ra mình không có video đâu, mình chỉ test nhanh thôi, là mình test trên mẫu bo mạch chủ B360 kiểu giá rẻ đến từ Gigabyte thôi, Gigabyte Gaming 3, thực ra nó không rẻ lắm, thì CPU vẫn chạy được, nó chạy loanh quanh ở mức 4.45GHz. Nói chung là nó không ổn định lắm, thì do đấy bo mạch chủ cũng chưa phải đắt tiền nhất. Thế nên mình nghĩ bạn lựa chọn dòng B thì sẽ dòng đắt tiền, còn nếu không thì lên thẳng dòng Z đi. Các bạn nghĩ sao? Một mẫu CPU Core i7-9700 8 nhân thực, xung nhịp còn hơn 4.0GHz, và Intel tặng kèm theo cái tản stock nó bé như cái mắt muỗi, thà mình không thể tin được luôn, như kiểu một trò hề luôn. Mình khuyên các bạn ấy, tối thiểu nên lựa chọn các cái mẫu tản nhiệt, ví dụ như kiểu là T400i thần thánh chẳng hạn, tối thiểu sẽ là T400i. Thì bên mình đang sử dụng tản Cooler Master Hyper 212, hai quạt 120 lắp ở hai bên, thì khi full load của CPU i7-9700 sẽ rơi vào khoảng hơn 80 độ C đấy. Thì các bạn cứ hiểu ấy, có hai quạt 120 nhá, 4 đồng mà nó còn lên đến 80 độ C. Các bạn cứ tưởng tượng mà cắm con tản stock của Intel, cái lớp tản nhiệt, cái heat sink của nó bé tí như này thì nó lên bao nhiêu độ, mình chả tưởng tượng đâu. Rồi, đến câu hỏi của bạn Phùng Phạm. Em đang dùng laptop card MX250, em muốn ép xung thì liệu có ảnh hưởng đến độ bền không ạ? MX150 hay là MX250 nó không phải là mẫu card mạnh, nó chỉ giống như kiểu GT1030 thôi. Giả sử nhá, bạn có ép xung được đi chăng nữa thì hiệu năng nó cũng không khác là bao đâu. Ví dụ bạn đang chơi LL 60fps, bạn ép xung xong nó lên 61-62fps, nó không giải quyết được vấn đề gì cả, mà còn mất công các bạn ngồi cân đo đong đếm xem máy nó có bị tắt nguồn hay không. Nên theo mình ấy, thì nếu đã mua các mẫu laptop có mẫu card nó không quá mạnh như vậy thì các bạn cứ sử dụng một cách bình thường đi, không nhất thiết phải ép xung cho nó mạnh hơn làm gì, bởi vì các bạn có ép xung nó cũng không mạnh được hơn đâu, thề luôn, không mạnh được hơn đâu. Ok, câu hỏi của bạn Xuân Tóc Vàng. Chào Ad, mình định mua i3-9100F và GTX 1660 Ti mà thấy nhiều người bảo nghẽn quá, ắt thấy sao ạ? Mình thấy bình thường. Những cái bạn ấy mà đi đâu ấy cũng bảo ui, nó nghẽn rồi, ui, cái này nó nghẽn rồi. Mình hay gọi những bạn đó là nghẽn thủ. Nghẽn hay không, nó phụ thuộc vào nhu cầu. Nghẽn nó nằm ở CPU, nghẽn VGA, nghẽn RAM, nó nghẽn rất nhiều thứ. Nhưng mà cái quan trọng các bạn cần quan tâm nhất đó chính là nhu cầu của bạn là gì. Đối với những bạn nhá, làm ví dụ làm Adobe hoặc là làm một số các cái phần mềm gì đó chỉ lựa chọn mỗi CPU thôi, các bạn mua i9-9900K và mua thêm con GTX 1650 thì kiểu gì cũng có bạn bảo con bộ này nghẽn rồi. Nhưng mà nghẽn ở đâu, trong khi đó người ta chỉ cần mua card đồ họa để xuất hình thôi, người ta không có nhu cầu mua card đồ họa để chơi game hay làm một cái gì cả, thì nghẽn ở đâu. Với lại còn có những bạn ví dụ như Châu Khải chẳng hạn, đấy nhá, một con Celeron nó chạy đến khoảng độ 5-6 con card đồ họa GTX 1080 Ti, thì các bạn có thấy nghẽn không? Không, nó chả hề nghẽn một chút nào cả, bởi vì cái phần mềm người ta dùng để cày ấy sử dụng mỗi GPU thôi, CPU nó không có tác dụng gì cả.
Thì thế, nếu như các bạn mua các sản phẩm gì, hãy quan tâm tới nhu cầu của bản thân. Bởi vì đi đâu bạn người ta cũng bảo nghẽn thôi, chả bao giờ làm vừa ý được mọi người đâu. Chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân như nào và muốn sử dụng ra sao. Còn nếu như bạn chưa biết kiểu phải lựa chọn như nào thì có thể tới với bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Câu hỏi của bạn Bảng Anh. À, cái câu này ấy không phải ở bên dưới comment đâu, ở dưới các video hỏi đáp đâu, mà mình lọc được ở các cái video trên kênh thì mình thấy câu hỏi rất hay. Osacon Gigabyte RX 5700 OC 8GB của em được một cổng cấp nguồn 8 pin và con RX 5600XT lại có hai cổng cấp nguồn 8 pin vậy. Thì chắc chắn bạn thấy ở trong cái video mang bộ PC ra quán cà phê rồi. Ê, ở trên đây này, em click vào xem nhá. Tại sao lại thế? Thế bây giờ mình nói như này cho dễ hiểu đi. RX 5700 và RX 5600XT nó gần như giống hệt nhau về mọi thông số, về số nhân này, nó chỉ khác nhau đầu tiên đó chính là về phần xung nhịp, khi RX 5600XT có xung nhịp thấp hơn và số VRAM cũng thấp hơn, thay vì là 8GB sẽ là 6GB thôi. Nói đơn giản, RX 5600XT là một phiên bản cắt giảm của RX 5700. Nhưng mà tại sao một phiên bản cắt giảm nó lại có hai cổng cấp nguồn mà khi phiên bản bình thường lại có một cổng? Cái vấn đề ở đây đầu tiên đó chính là phiên bản Gigabyte OC của bạn ấy là một phiên bản tầm trung thôi, nó sẽ giống các phiên bản tiêu chuẩn đến từ AMD, nó sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin. Còn cái phiên bản mà bạn thấy ấy, là phiên bản Gaming X RX 5600XT, đây là phiên bản cao cấp, là thuộc phân khúc cao cấp thôi nhá. Thì chắc chắn rồi, các phân khúc cao cấp ấy, người ta sẽ quan tâm tới là vấn đề ép xung, thế nên nó sẽ có hai cổng cấp nguồn để phục vụ nhu cầu ép xung, hợp lý đúng không? Vậy có một phần lý do nữa, đó chính là do hãng người ta thích làm thế. Hãng người ta thích dùng một cổng 8 pin, hãng người ta thích dùng hai cổng 8 pin thì mình mới làm như nào, đúng không? Rồi, ok, nếu như anh em có câu hỏi nào hay ý, thì đừng quên để lại dưới một comment video. Anh em đừng ngại nhé, hãy comment ở tất cả các video, bởi vì mọi video mình đều xem và mình đều đọc và trả lời hết. Anh em đừng lo lắng kiểu ông này cũng chảnh xem trả lời, anh em yên tâm trả lời hết. Rồi, ok, anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Commenter để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Gặp lại anh em ở những video sau. We'll be right back.